Hết mua hết mệt không? Bà đã dẫn dắt tôi vòng vòng mệt quá. Cái lời cầu nguyện của hai chồng mình trước mẹ Quan Âm làm như hiển linh chị ra giúp đỡ dung linh dung hồn lang thang đói khổ. Pháp sư hả? Ừ, Chạy vô rồi. không không có chạy. Pháp sư là gần đây tôi hỏi thăm xíu à, Gì? chắc có thể pháp sư giúp đỡ được. Chạy cái gì mà chạy? Cần giúp gì? Lại mẹ Quan Âm để cầu được siêu thoát hả? Đúng, hai chồng tôi chết 50 năm nay rồi ông ơi, mới Năm tới đây ở à, gì hả? không biết đi về đâu đây. Mới tới đây mấy ngày rồi? Tới đây 5 ngày rồi. 5 ngày. Rồi hai chồng năm mấy năm ngày nay có gì hưởng, có gì ăn không? Có hưởng, Hưởng gì? có Ba cái đó hả? hưởng nhưng mà nó không giúp hai chồng tôi đi đâu được hết á. Nó Gì hả? cho ăn rồi xong rồi nó đi về. Rồi có gặp nó không, có nói chuyện gì chưa? Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà hoang, quá ma mị, cõi dương minh, cô giữ đang tu luyện tà thực, tà đạo, hại người, hại mình. Tại Lâm đang ở trên vị trí bác sĩ, tháp bác sĩ Nu, một trong những ngôi biệt thự lớn nhất tại trên đỉnh núi Sam. Nhưng mà bác nghe, thì hôm nay Lâm trở lại coi đây, có cái dòng hồn, hay là ma quỷ gì, hay chú ngữ ở đây không. Thì mình đã tìm kiếm họ, mình sẽ giúp đỡ họ nhân mà bác nghe. Ngủ không lên, cây cối nó tùm hết trơn, mưa đâu mà bác. Thì mình sẽ đi tìm dòng coi, vào đây trước coi ai hú kìa, có người hay sao. Ai đó? Hú ở đâu vậy? Tiếng ngày hú họ thấy được. Thấy mình sẽ lên trên đó không có cái lên chân nha.
đi lên đây cả. Im lặng quá. Không thấy ta. Không khí gì đây nè. Này cúng gì ta. Ai kìa. Ai đó? Chào. Ai vậy? Để cho tôi tĩnh tâm. Nhờ ơi. Rồi vậy, hãy giúp cho tôi không? Được. Bị chết quan chết ít quá ông ơi, tôi đang cầu nguyện. Cầu nguyện gì ạ? Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, cứu khổ cứu nạn hả? Cho linh hồn của hai vợ chồng tôi được siêu thoát. Ông là người gì cũng thể giúp không? Được, tôi ngồi gì hả, có thể giúp không hả? Tôi là pháp sư, chỉ ra để giúp đỡ dung linh dung hồn lang thang đói khổ. Pháp sư hả? Ừ. Chạy không thôi. Không, không có chạy. Pháp sư gần đây tôi hỏi thăm xíu à. Gì? Chắc có thể pháp sư giúp đỡ. Chạy cái gì mà chạy? Cần giúp gì? Lại mẹ quan âm để cầu được siêu thoát hả? Đúng,
hai chồng tôi chết 50 năm nay rồi ông ơi. Mới không. Tới đây ở là gì hả? Không biết đi về đâu đây. Mới tới đây mấy ngày rồi? Tới đây 5 ngày rồi. 5 ngày à? Rồi hai chồng năm mấy năm ngày nay có gì hưởng, có gì ăn không? Không. Có hưởng. Hưởng gì? Có... cái đó hả? Có hưởng nhưng mà nó không có giúp hai chồng tôi đi đâu được trơn á. Gì hả? Nó cho ăn rồi xong rồi nó đi về. Rồi có gặp nó không? Có nói chuyện gì chưa? Nó cúng cho hai chồng tôi hưởng gì đó rồi nó đi về. Chứ cũng không có nói chuyện với nó gì. Không biết cái tụi nào nó lên đây hai ba thằng vậy đó. Nó cũng nói đi giúp chồng gì đó. Rồi nó dọn ra nó dái ma quỷ hai chồng tôi có lợi đó dụng. Tôi không biết đi về luôn à. Tôi nghe nói ông là ông pháp sư ha. Mày nói ra. Chắc có lẽ không giúp được đó. Gì hả? Giờ hai chồng có muốn hưởng ăn thêm gì không? Muốn ông ơi. Ủa hả? Thì cho ăn ẩm no đi rồi lát nữa tôi giúp sau. Nhưng mà trước khi giúp hai vợ chồng á thì hai chồng kể tôi nghe coi sao mà mình chết rồi mình không ở nhà. Cho thần cúng kiến gì mà lại đi lang thang lên đây. Phải ha. Thôi cúng cho ít đồ ăn ra hưởng đi cho ấm no đi chút xíu nói chuyện sau. Được ông ơi, được. Vậy thì hai chồng tạm lui ra ngoài ngồi chỗ nào chơi đi. Tôi kiếm chỗ nào đặt rồi chút tôi kêu hai chồng quỷ ông ra xuất hiện ra rồi dùng rồi một lát xong rồi kêu tôi vô nha. Rồi, cảm ơn nha. Rồi đi đi. Ừ. Cảm ơn chú. Hai chồng quỷ này chắc có lẽ là cần giúp đỡ. Thì bây giờ Lâm sẽ tìm cái vị trí nào đó mình sẽ đặt cái máy để mình sẽ giúp đỡ hai chồng này nha. Lâm hãy coi cái chỗ nào cho chồng mới đặt máy. Chỗ nào mình sao đây? Chỗ này có chỗ gì nè ông Pháp ơi. Và vị trí đó trống. Ra ngoài này đi. Mình sẽ chắc sẽ cúng nó đâu mà. Đây này. Mình sẽ cúng ở đó đi. Cho hai chồng là dùng lát nữa mình sẽ giúp hai chồng nha. Như vậy nha, giờ Lâm sẽ lấy đồ nha. Mình thấy cái vị trí này là mình đặt được nè. Nó mát mẻ và nó cũng dễ nên mà bắt ha. Rồi, giờ Lâm sẽ đặt ở đây thôi. Sạch sẽ. Hai chồng này không biết chết kiểu như sao. Thế kiểu giống như chết quan vậy đó mà. Phải không? Giúp cho được ấm no trước rồi đã. Sáng mình cũng làm cái lễ để mà. Rồi mình mới đưa về chùa được không mà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Huyền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Cư Hương Linh Gia Chủ Thổ Thần Thổ Địa Các Như Vậy Thật. Đặc biệt là hai cái dòng mới thời anh chị gì đó, hãy dùng cái lễ của em được ấm no một chút xíu nữa em giúp đỡ cho anh chị nha. Cái dòng này cũng tội nghiệp lắm mà. Dùng Phật Mô Phật mệt không? Bà đã chọn rất tôi dòng dòng mệt quá. Cái lời cầu nguyện của hai chồng mình trước mẹ Quan Âm làm như hiển linh khiến sao có pháp sư tới đây cúng cho mình luôn. Đúng vậy, chắc ông này cũng giúp đỡ cho hai chồng mình được nè. Thôi nếu pháp sư có lòng cúng thì mình có lòng dùng. Thôi ngồi xuống không? Thôi chị mình cứ ăn phải không? Vậy giờ ăn thoải mái được không? Công nhận mẹ Quan Âm quá linh. Ông ăn cơm đi, tôi ăn trái cây cho. Ăn cái gì không có quan trọng. Quan trọng là hai chồng mình được pháp sư này cũng giúp đỡ nè, tôi mới mừng. Chứ giấc dơ giấc dưỡng 50 năm nay rồi, khổ lắm rồi. Dục lý. Ông ăn cơm đi để tôi ăn trái cây cho. Kể từ ngày ông còn sống, hôm qua đây ông cưới tôi tới giờ mấy chục năm rồi, nhanh quá không? Nhanh quá vậy? Ngon. Hồi lúc còn sống nữa, ba cái thứ này đâu có thèm ăn. Có tiền mà, đúng rồi. Lúc sinh thời có tiền mà ông đâu có thèm ăn mấy này đâu. Dạ, chết thành ma, quỷ rồi, đói cũng chết. Bữa nay là mình gặp được pháp sư rồi, chắc là mình có chỗ được nương tựa linh hồn rồi. Này thật là mẹ Quan Âm này linh thiệt, phải biết mình cầu nguyện mấy ngày trước nữa, gian trái mấy ngày trước nữa là ngon lành rồi, đâu có phải chịu cái cảnh mà đói khổ vất vả gì. Ngon quá, no quá. No quá ông ơi. Ngày trước biết vậy ông ở bên bển đi, khổ qua đây lấy tôi cho đỡ, cho khỏi chết chùm phải không?
tự dưng rồi ở bển không ở đâu. Giọt còn giọt qua đây là cứ vợ trẻ vợ đẹp mới chịu. Tôi thì tiền nó làm che mờ mắt tôi rồi. Gặp ông mà đọt nhãn lông mà tôi cũng lấy luôn. Thiệt tình ha. Số số của tôi với bà phải chết chung vậy đó. Mình đừng có than trách ai bây giờ. Cái số của mình đã mà chịu đi. Bây giờ than trách cũng đã chết rồi. Mà ngày đó hoàn cảnh nó không biết sao nó đưa ông từ bên kia mà qua tới bên đây tôi cũng không biết. Chụp bà năn nỉ cái ông này coi có giúp được hai chồng mình không? Đúng rồi. Bà đừng có nói với tôi nữa. Bà đang năn nỉ coi. Biết ông này có giúp không hay là ông chỉ cúng gì không? Đúng rồi. Không biết là nó có giúp không hay là cho ăn xong rồi nó đi nữa nè. Tôi cũng đang sợ nè. Ngồi ăn cứ nào ăn no vào đi. Một hồi nó giúp hay không giúp thì tùy nó. Bây giờ cứ no thuốc thôi. Giờ cứ ăn. Ăn thôi. Hứa mà nãy ông pháp sư cũng hứa giúp mà. Bà yên tâm đi, đừng lo. Chắc ông này người tốt mà. Chứ hai ba cái thằng kia đó, bà nhớ không? Nhớ. Nó cúng ở trong cái ngôi nhà đó đó. Rồi nó đi về mất tiêu à. Nó không đủ khả năng đưa mình đi giúp đỡ cho nên nó trốn luôn chứ gì. Không biết, cũng không biết hai thằng đó là ai. Non quá, no quá. Mô Phật. Ông mà trước khi ông ăn no thì ông cũng phải mô Phật. Cảm ơn. Ôi tụi no quá ông ơi. No lắm rồi. Ăn no xong rồi bây giờ tính tới cái gì nữa đây? Ngồi đây đi. Ngồi đây đi đợi. Đợi tiếp. Đợi pháp sư coi có giúp được mình không? Không đâu. Rồi bây giờ mình ngồi đây mình đợi nó đi. Ta pháp sư mà kêu bằng nó vậy. Tính ra tôi với ông bây giờ là lớn tuổi lắm rồi đó. Lớn thì có lớn. Nhưng mà mình có làm được pháp sư không? Bà không hiểu gì. Kêu ta pháp sư đi, nịnh ta đi. Ta mới giúp mình. Chứ mà kêu nó người ta nghe được. Người ta không có buồn, người ta không có vừa lòng. Người ta không giúp mình. Mà mình làm quỷ đói hoài luôn. Tới rồi. Xin chào. Ồ, tới rồi kìa ông ơi. Thôi, hai chồng lắm no hơn. Ồ, tôi xin chào. Chào. No quá trời, no rồi ăn nãy giờ nó no quá rồi. Bà chào, bà chào ông Pháp Sư tôi cá coi. Ồ, tôi chào chú Pháp Sư. Chào, chào hai chồng nha. Hai chồng hay gì? Đúng vậy. Nó rồi. Kể nó nghe coi hai chồng sao mà chết. Đúng của đeo. Đúng của đeo luôn à. Rồi để tôi kể câu chuyện ngày tới chú nghe. Cách đây thì lúc nãy ông có nói 50 năm về trước đó. Thời đó là tôi mới 20 hà. Y ta thì ở bên Đài Loan thì ở bển đi không đâu. Lúc đó cái thời đó y ta cũng nôn theo mà đi qua bên đây Việt Nam rồi cưới vợ trẻ, vợ đẹp đó. Rồi cái đầu bên kia người ta dắt ổng đi qua đây nè, lựa sao mà bữa đó ổng chọn ngay tôi mà lúc đó tôi mới có 20 tuổi à. Thì lúc đó là ổng là đã bốn mấy rồi. Mà bà vợ ơi. Cái gì không?
Bà kể gì cái ông pháp sư này ông nghe ông không hiểu đâu, để tôi kể cho. Ừ, thôi ông kể đi. Bà kể gì? Tôi nghe tôi còn không hiểu nữa đi, sao người ta giúp bà phải nói ngọt ngọt và nặng nỉ người ta đi. Nói mình mới nghe không lộ tay là nó bỏ đi về luôn, là mình làm quỷ đói nữa đó. Thì chú pháp sư này đang kêu kể cái chuyện ngày trước nữa. Chào ông pháp sư nha. Chào. Để tôi kể cho ông nghe. Tôi là cái người Đài Loan à, chứ không phải người Việt. À, nói tiếng Việt rành dữ rồi. Tại có con vợ Việt với tôi chết năm nay nó là 50 năm rồi ông ơi. Dạ. Ở bên đây 50 năm rồi. Dạ. Nói tiếng Việt thì nó phải được chứ. Ừ. Thì tôi ở bên Đài Loan á, tôi bị chúng tôi bị khuyết tật, bị mù hết con mắt. Tôi có con mắt hà. À. Thì tôi mới có tiền mua giới, rồi tôi nhờ người làm mai làm mối đó qua Việt Nam này cưới con vợ. Rồi có cái bà kia bà làm mai làm mối tôi, nói có nhỏ gái này nó mới có 20 tuổi, con nhà lành. Ừ. Con nhà lành chưa có chồng con gì đó, cũng ngộ người đẹp nết lắm. Rồi giới thiệu cho tôi. Rồi tôi mới coi mắt. Nhưng mà lúc đó coi mắt qua bên cái hình ảnh đó. Ừ. Nhưng mà tôi thấy vợ tôi này nó cũng đẹp, thì tôi cũng chịu. Rồi tôi đồng ý là cưới. Tại vì cái số tiền là lo tiền cho bên đám cưới bên nhà gái luôn, lo hết luôn. Ừ. Thì cho thêm vợ tiền thêm luôn, sắm nữ trang rồi sắm muốn gì còn đó, miễn là tôi có được con vợ thôi. Con vợ được là đẹp được ha. Ừ. Rồi sao rồi cưới được về Đài Loan bao nhiêu năm rồi mới trở về Việt Nam? Cưới là sao? Cưới xong á, lúc mà tôi còn bên Đài Loan á, là bên đây bên nhà gái á, bên nhà vợ tôi nè. Ừ. Thì tôi có tiền thì tự làm đám cưới bên đây, tự mời dòng họ bên đây, rồi nói thì có chồng Đài Loan vậy đó. Nhưng mà lúc đó thì tôi không có về bên này, tôi bảnh á, rồi mới cưới xong rồi mới lên máy bay đưa vợ về bển. Ừ. Rồi hai đứa ở bển cũng ở lâu lắm, ở đâu 10 năm vậy đó, thì cũng hạnh phúc lắm. Rồi cái vợ tôi nó nhớ quê hương xứ sở này, nhớ Việt Nam chơi, nhớ Việt Nam này, rủ về Việt Nam. Ừ. Rủ về đi về lại nha. Về ông nghe như bài về. Ừ. Về mua vé máy bay rồi đi về, cũng về bên đây cũng đi du lịch, đi vòng vòng mấy cái điểm du lịch ở bên Việt Nam này nè, đi là dùng mấy núi nè, rồi đi Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí. Ừ. Đi tùm lum á, đi ra Hải Phòng, đi qua đèo Hải Vân. Ừ. Nói chung là dẫn đi giáp luôn rồi. Ừ. Ra Nha Trang, đi Huế chưa? Có ra cố đô Huế luôn. Yeah. Rồi cái cuối cùng còn chỗ chưa đi. Chỗ nào? Đi lên núi Ông Cập. À sao vậy? Sao không đi? Thì đi lên đó rồi mới chết luôn đó. Gì kỳ. Ý là chưa kịp tham quan gì chứ là chết luôn hả? Chưa. Thì cũng giờ hai vợ chồng tôi đó kể trong nghe ra nãy giờ đó là đi vòng hết trơn rồi. Ừ. Nhưng mà chưa có đi núi Ông Cập. Ừ. Thì cái có người giới thiệu nói hai chồng đi du lịch nhiều trơn, còn núi cấm đi chưa? Ừ. Nói chưa. Rồi cái về nhà. Ừ. Về nhà là sắp xếp thì hai chồng đi vợ tôi nè, lúc đó là nó ba mấy tuổi rồi. Ừ. Thì mà cái nết của bà vợ thì nè, có phái phe cổ, phe tiền, phe vàng. À, đem vàng đưa tiền nhóc lên. Chứ lúc mà tôi cưới đó, nói với ông nãy đó, tôi cho tiền bạc vậy đó. Vàng vòng nữa ha. Vàng vòng gì đó. Mà đeo lên hết trơn luôn hả? Đeo. Thì cho người ta cho người ta đeo chứ không cho người ta không đeo, nên cắt thì cho làm gì? Tôi cho tiền ở bên vợ cắt được cái nhà nữa. Rồi, đúng không? Tôi dạng khá giả, tại có cái bị mù hết mắt thôi. Độc nhãn lông á. Kêu là bị độc nhãn lông. Lên đó làm sao mà chết rồi? Tôi tên là A Sương. Gì hả? Còn người bà vợ này? Tôi hả?
ghi tên là Mộng Kiều. Tên xứng với A Xuân Mộng Kiều. Người Đài Loan. A Xuân với Mộng Kiều, ông nói tôi nghe A Xuân thì sao mà lúc cấm không được mà chết đến vậy? Thì lên luôn cấm đó mới chết. Là lúc đó là đó tôi là 60 tuổi rồi. Tính ra bây giờ tới 50 năm nay tôi 100 mấy chục tuổi rồi. Tại cũng cái già nhưng mà có tiền, vợ nó phái ham tiền thì chỗ đó là đi lên luôn cấm á. Là đi muốn hết nổi rồi. Đi cũng từ từ lên đó nó có nhiều người lắm. Nó có gì hình như tôi nhớ như nó kêu bằng hướng dẫn. Hướng dẫn gì? Hướng dẫn đi mấy cái điện ở trên núi cắm. Hướng dẫn cái gì? Mấy ông nội đó, mấy ông chạy xe ôm với hướng dẫn khỉ gì? Không. Đó có hướng dẫn đâu. Hồi đó tôi cách đây 50 năm á, chưa có xe ôm đâu ông pháp sư ơi. Ông đó đi bộ hả? Đi bộ không à. Thì là có người ta ở địa phương đó, người ta biết rành gì mấy cái điện, người ta dẫn đi đúng không? Đúng. Ừ, chứ 50 năm về trước. Xe ôm đâu cũng có, hồi đó núi hồi giờ đó 50 năm về trước thì cũng chưa thành điểm du lịch đâu, nghĩa là nhiều người ai biết thì đến đó thôi, còn ai có nhiều người ta biết mà ta nhắm đến nữa, ta nói là núi cấm có cái gì trển thì đó, cợp beo gì đó ai dám đi thì đó, như vậy đó hai chồng tôi mới chết á. Dạ ha, để kể tiếp cho nghe bây giờ. Dạ ơi, tôi nghe đây, còn nhớ hồi đó sao mà mình chết không kể pháp sư nghe lại để tôi kể cho nhớ. Rồi bây giờ tôi kể tới cái chết cho ông nghe. Thì khi đó ông cưới tôi thì ông cho tiền vàng thì nhiều lắm. Rồi cắt được cho bên vợ một cái ngôi nhà ngon lành luôn. Rồi biết rồi, vô vấn đề chết bà nãy không nói rồi. Thì khi đó là tôi đeo tiền vàng theo nhiều quá. Đeo lấp lánh cái sở thích của tôi mà. Đúng rồi, ông nói bà nữ mà. Ông nói bà ơi, sao mà đi núi bà đeo nhiều với bà mang theo tiền vàng chi mà nhiều bà đeo chi dữ vậy. Tôi mới nói là có rồi phải đeo. Chứ để dành hoài rồi mới mốt già chết rồi để là cho ai? Nó có là phải đeo. Bữa đó thì tôi với ông đi đó, ông tôi nói ông đi cho biết cái bên núi cấm đó đi mà chưa kịp tới đâu hết trơn, có bọn xấu nó rình rập từ khi nào rồi. Tôi với ông đâu có biết. Thấy bà đeo vàng đó. Thì đó, không biết là nó rình rập nó để ý từ mấy hôm trước rồi, tôi đâu có biết đâu. Lúc đó thì ông cũng đi hết nổi rồi. Thì nó để ý rồi. Thì khi mà bữa đó tôi ổng ngủ đêm tới sáng thì thức dậy bỏ tiền ra cho nó hướng dẫn, rằng nó dắt mình đi chỗ này chỗ nọ đó. Điện kia để cho ta biết không? Đúng vậy. Cái nó dụ không biết làm sao, nó nói gì nè. Bữa nay tụi nó là tới 4 người đặng. Thấy ổng già, ổng đi hết nổi rồi. Thì ở đây nó 4 người dắt ổng đi, dìu dắt ổng luôn. Dưới ở bên đây là qua đây cúng kiến chứ điện này lớn lắm. Tôi với ổng thì nghe theo mà mình đâu có biết gì. Có tiền à, tôi nói yêu cầu tôi có tiền là dắt đi đâu thì đi đó, chứ tôi với ổng không biết gì hết trơn á. Thì khi nó dụ đó, nó nói đi mà nó dắt tôi với ổng đi cái chỗ đó gì sao mà nó vắng quá. Nó đi lên điện mà sao mà nó dắt đi cái chỗ gì mà tôi thấy là hai bên là cây nó cao mọc, cao không thấy cái điện nào hết trơn. Mà đi hoài không thấy hả? Đi hoài xa lắm rồi không có thấy. Rồi sao nữa? Cái tôi mới hỏi, tôi nói chú mà sao dắt đi điện, cái điện gì cúng mà sao đi hoài chưa có tới mà mệt quá rồi. Ổng cũng hết sức rồi. Nó nói dán đi, một hồi đây tới chiều thế nào cũng tới. Trời ơi, nghe nói đây tới chiều thế nào cũng tới mà sao tôi nhìn tôi hết hồn rồi. Tôi mới hỏi ổng, tôi nói ông ơi, có đáng đi, có nên đi nữa không? Chứ tôi thấy ấn quá. Thế ổng nói, lỡ tới đây rồi không lẽ đi xuống. Tại đi cũng xa lắm rồi. Ông nói tới đây rồi không lẽ đi xuống, cái công trình của mình bỏ nữa. Tôi cũng nghe lời ổng, đi tiếp nữa. Đi bắt đầu lên đó nó vắng rồi, khi mà hoàng hôn là sụp chiều rồi. Mà không thấy cái điện nào hết trơn. Lúc đó tôi với ổng vừa mệt, vừa đói, vừa khát nữa. Thì ông biết xà bốn cái thằng đó đó. Nó thủ tiêu tôi với ổng luôn. Nó lấy cái dao ra nó lụi ổng trước. Rồi bắt đầu nó lụi cái ổng vậy đó, cái đầu tôi la. Tới bà nói cái tới đây tôi nhớ rồi. Bà để tôi kể tiếp cho pháp sư nghe. Rồi kể cho.
Cái tự nhiên vợ tôi nó nói gì cái tôi nhớ là hồi đó tôi chết sao rồi ông pháp sư để nói tiếp cho nghe ha. Thì tôi nhớ cái tên điện đó rồi. Cái tên điện đó là tên Bác Nhật Lan. Là bị bốn cái thằng đó đó. Là nó nói nó là dẫn đường cho đi mấy cái cung điện ở trên cái núi cấm đó. Thì nó thấy như đã vợ tôi nó nói rồi đó. Tiền bạc nhiều quá, nó đeo vàng, đeo vòng xi men lên tới tới cổ tay vậy nè. Còn thì cái bọn cơ cái đó là nó ý miền, nó không phải là ăn cướp, nhưng mà nó thấy vàng cái với tiền á, với sáng con mắt ra. Với tôi già cả rồi, nó thấy ông nội này già có làm gì được. Ông già ông chết thì tán ông tay chắc chết queo rồi. Bởi vì nó mới sanh cái lòng tham. Ví dụ hai chồng tôi lại cái hang đó đó, cái bằng hang Bác Kiệt Lan. Rồi bốn thằng nó nhướng nháy với nhau, như là nãy vợ tôi nói là vô bây giờ khoảng chiều là 6 giờ mấy 7 giờ tối vậy đó. Ở trên đó là chỉ còn có 6 người thôi. Là mỗi một thằng nó móc ra một con dao. Nó kêu bây giờ vợ tôi đưa tiền đưa vàng cho nó hết đi. Chứ không đưa bây giờ, không đưa giờ nó giết chết. Nó giết hai chồng chết, tôi già rồi có làm gì được nữa. Thì tôi kêu thôi em ơi, chắc cái số mình tới đây nó chết hay gì rồi. Thôi đưa vàng đưa tiền cho nó đi, đưa hết cho nó đi rồi khi nó tha mạng cho mình. Thì giờ tôi nghe lời đưa hết trơn luôn. Rồi đưa tha mạng cho ông với vợ không? Tha lắm. Vậy hả? Đưa tiền đưa vàng hết trơn, nó lọt tới cái đầu bông mà lúc mà tôi cưới nó đó, nó đưa luôn đó, lấy luôn mà nó còn chưa tha mạng nữa. Rồi bốn thằng á, rồi lấy tiền rồi xong rồi đó, bốn thằng nó đạp hai chồng tôi lọt xuống cái hang luôn. Yeah. Lọt xuống cái hang Bác Lan đó. Rồi thì đụng đều tới giờ luôn, đập đầu vô đá thì nành nay nó chết rồi. Chết 50 năm nay rồi đó. Chỉ có là hai vợ chồng tôi biết thôi. Mày biết chứ không? Ai đâu mà biết. Bốn cái thằng đó là kêu mình kêu nó là ăn cướp đi. Nó giết người, nó cướp của đi. Nhưng mà nó chỉ bốn thằng nó biết với nhau thôi, chứ nó cũng đâu có nói ai. Cũng không ai biết, cũng không ai điều tra gì luôn. Hai chồng tôi lọt xuống đó rồi chết, đập đầu vô đá chết rồi xương bọng gì tới giờ 50 năm nay tôi nghĩ chắc cũng thành tro thành bụi hết rồi. Coi như là 50 năm nay hai chồng không có về nhà được luôn. Rồi thân xác xương bọng nhiều rã đó hết luôn. Rồi không có là ông không đi về Trung Quốc, hồn ông không về Trung Quốc được. Rồi bà này không về nhà được, hai vợ chồng. Lúc coi như là đi lang thang vậy luôn. Lúc mà mới chết mấy năm sau đó. Thì hồn phách á. Là hai vợ chồng tự nhận với nhau. Rồi đi lên khỏi đó, lúc đó thành quỷ rồi, thành ma rồi. Thì đi lên bay lên khỏi cái hang đó rồi cũng sống ở trên núi cấm đó cũng lâu rồi. Bằng vòng đó hả? Ừ, có tìm bốn người đó không? Hai chồng tìm bốn người đó bóp cổ nó. Tìm hả? Ừ. Biết phương nào mà tìm. Không biết nó đâu, nó trốn luôn à, mất tích luôn hả? Sau khi mà hai chồng tôi mà lên lúc mà cái hồn đó lên khỏi được cái hang đó thì cái cảnh vật ở trên nó lạ dữ lắm rồi. Cái hình như là tôi là khoảng bao lâu rồi ông bà mới lên được? Tôi nhớ thời gian đó là khoảng 10 năm sau. Trời ơi. Đó. Thì cái nhật là phải rồi. Cái cảnh vật nó thay đổi rồi, lúc mà mình đi là mình đi nó dẫn mình lên đó. Lúc đó tôi là như ông vua đó, để tôi nói thêm một khúc này cho ông nghe. Hai cái thằng, bốn cái thằng đó đó. Nó thay phiên với nhau. Là nó tôi đi không có nổi. Nó khiêng tôi là như là vua vậy đó, nó để tôi vô cái võng. Thằng trước thằng sau nó khiêng đi, nó thay phiên nhau. Giống cạn mình mà. Đó, chứ lúc đó là tôi già rồi, tôi đi đâu có nổi nữa. Vậy là ông trả tiền cho nó. Thì đó, tiền đó tôi không trả. Vợ tôi nó trả không à. Gì mà nó hại nó thấy ông bị đi không nổi đó. Chứ nếu mà ông khỏe mạnh nó đâu có dám làm gì không. Thì khoảng 10 năm sau đó, hai chồng tôi, hồng phách hai chồng tôi mới lên được ở trên khỏi cái miệng hang Bác Nhật Lan đó. Thì cảnh vật nó quá trời lạ rồi. Với, ở đó bao lâu? Ở đó bao lâu mới ra đây vậy? Thì cũng đi đâu nữa? Ở vòng trên cái núi đó. Thì cũng đi kiếm mấy chỗ nào mà vắng vẻ đó. Thì nương tựa ha, vậy linh hồn chỗ đó. Nhưng mà tôi thường đi ra, hai vòng thường ra ngoài đường á. Để kiếm coi có ai cúng cái gì không để hưởng.
Ở trên đó thì lâu lâu á nó có nguyên một cái phái đoàn, hình như là phái đoàn gì đó mà để cái tóc dài mà nó bới cục xi nhông ở sau á. Cái phái đoàn bên bên Hòa Hảo á. Hòa Hảo. Tôi không có biết phái đoàn gì. Là nó đi một lần là mấy chục người vậy đó. Gặp không ai chồng gặp có nhờ họ giúp không? Gặp. Nhưng mà họ chỉ cúng cho tôi thôi. Cúng giờ dọc đường đó. Cúng mấy cái bánh rồi hai chồng tôi ra hưởng thôi. Chứ đâu có giúp, nếu mà giúp được thì hai chồng tôi đâu có ở đây. Đó rồi cứ vòng hoài vậy đó rồi. Sau này nè mới có về đây ở đây ba tháng nay hả. Rồi sau này cái núi đó nó ồn ào quá, xe cộ nhiều quá. Đúng rồi, giờ khách thầm mương ta đi mấy điện kia nhiều. Rồi á, rồi phải vậy thôi đâu. Rồi giấc tối á, sau 7 giờ đầu ca hát cái gì tôi đâu có nghe, tôi đâu có hiểu. Ca sùm trời đất. Đúng rồi. Nó đúng rồi, quỷ nó đúng rồi. Không có được. Rồi mới hai chồng mới bay qua đây ở này nè. Thì vô đây gặp cái nhà này. Thì hai chồng cũng tính đi siêu thoát, đi đầu thai, làm cái kiếp người khác hay nè, mà không biết làm sao rồi. Mới đứng ở chỗ mẹ Quan Âm đó cầu nguyện. Đại sinh phải không? Thì hai chồng quá. Tôi nghĩ chắc bốn cái tên đó là chắc nó đã nghiệp rồi đúng không? 50 năm nay cũng ngủm cầu đèo rồi, cũng trả nghiệp hết rồi, chắc gì. Giờ nó cũng chết luôn rồi, cũng chừng chứ cũng còn sống được đâu. Tại vì nhân nào quả đó mà gieo nghiệp ác chắc chắn là gặp cái quả ác rồi. Đó, bây giờ thì ông với bà đã cần người giúp đỡ. Thì thôi, chết nay cũng 50 năm rồi, hai chồng cũng đừng có buồn phiền gì nữa. Coi như mình là mắc nợ cái kiếp này, hai chồng cái số mình nó xui gì đi. Bây giờ trả nợ cũng xong rồi. Thôi bây giờ hôm nay tôi có duyên gặp hai chồng. Mà hai chồng thì cũng có duyên gặp tôi, có nghĩa là hai chồng đang cần người giúp đỡ. Tôi thì là một sư chuyên gia giúp đỡ trong hồn luôn, thì đúng luôn rồi, trúng mánh luôn rồi. Cho nên là tôi sẽ giúp cho hai chồng ông bà về một ngôi chùa tu, sớm đầu thai những kiếp thành người. Có chịu đi không? Về đó thì bánh trái hàng ngày nhiều giống như lo mà ăn, lo mà hưởng, thì khỏi sợ lang thang đói khổ mà được tu, được nghe kinh kệ, mau có đức, có phước. Đi sớm đầu thai nữa. Đi chứ. Tôi công nhận một điều gì nè ông Pháp Sư. Sao? Là mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ở chỗ cái miễu đó. Linh quá hả? Quá linh. Mới giá cái tới liền. Tôi đâu có biết. Bây giờ hai chồng quá trời đói khát, quá trời khổ rồi. Khổ 50 năm nay rồi. Không biết đi về đâu, không biết làm sao mà đi siêu thoát đầu thai. Thì tôi mới đứng đó. Tôi cầu nguyện, tôi giá giang mẹ Quán Thế Âm. Không nhận. Mẹ Quán Âm linh thiệt. Khiến xui sao mà ông phải lên tới cái nơi này để hai chồng tôi gặp được ông. Giúp cho tôi thiệt tình. A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con xin cảm ơn mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó thì cũng là cái duyên, cái lành của cũng đã chết 50 năm rồi, cũng duyên lành. Ông bà đời đâu có tạo việc ác đâu, chẳng qua là mình những người đi hành hương, chẳng qua mắc nghiệp vậy thôi. Cuối cùng thì cũng nghiệp xong rồi, cũng trả nghiệp hết rồi, bây giờ giải nghiệp rồi thì thôi. Tôi sẽ cố gắng giúp hai chồng về đó tu, sớm nghe kinh kệ của Đức Phước và sớm mà chứng kiến thành người. Chứ nếu mà không có giúp được thì lang thang giết dở chở mấy chục năm nữa, thậm chí cả trăm năm, cả ngàn năm nữa không được siêu thoát. Không ai giúp mình, đâu ai thấy mình đâu. Bây giờ tôi giúp hai chồng về chùa tu ha. Trời ơi, đỡ ông, mình đi thôi ông ơi, mừng quá. Đi thì dễ lắm, ông bà cứ ra niệm với tôi 6 chữ Nam Mô Phật là tôi giúp về đó tu. Chúc ông bà được mau có phước có đức, sớm đầu thai chuyển kiếp thành người làm người mới nha. Trời, đội ơn chú. Niệm 6 chữ Nam Mô Phật đi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đi. Thế hai chồng hiền tội nghiệp, mời bác ơi. Dân giàu có nhiều cái trường hợp khổ quá. Được hai dòng này không biết còn ở đâu, không còn trên lầu nữa. Lâm chưa có lên nữa. Mà hôm bữa là thấy có ai ông nào đi cúng kiến này, chắc có lẽ còn dòng nữa. Mà lúc trước gặp không phải hai chồng này đâu, Lâm nghĩ chứ còn ai đó. Để Lâm coi coi đệ tử của Lâm lên đây tìm kiếm coi gặp dòng hồn hoặc là Lâm sẽ đi nha. Ở đây rất là nhiều, lâu lắm nó không lên. Đợt rồi nó lên thì không có thấy ai hết chứ. Năm nay đó, đường này lên thì thấy hai cái dòng mà họ hiền nha.
Rồi video Lâm kết thúc tại đây. Lâm sẽ tìm kiếm ra đây còn cái dòng nào không. Lâm sẽ bật máy và chia sẻ cho bà con của bác giống như là cái dòng gì còn ở đây không, để mình giúp đỡ họ nha bác nha. Rồi video Lâm kết thúc tại đây. Chào tạm biệt bác. Nhớ cho Lâm một like, một đăng ký, ủng hộ kênh ngày phát triển nha bác. Những người biết đến nha.